Xe tải van là một trong những cái sản phẩm được lưu hành trong phố, và nó là một trong những cái chiếc xe để vận tải trong thành phố không thể thiếu ở bất kỳ một cái đơn vị nào. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái sản phẩm SRM X30, xe tải minivan của phiên bản đời 2021 của nhà máy Đông Bản Việt Nam, hoàn toàn mới. Cái sản phẩm này nó được kế thừa 7 năm, nâng cấp 7 lần trong vòng 7 năm, và hôm nay đây là cái phiên bản mà mình gọi nó là cái phiên bản toàn diện nhất. Hôm nay mình và các bạn sẽ cùng đi khám phá cái sản phẩm này. Chào mừng các bạn đã tới với Đông Ben Mỹ Đình. Trước mắt các bạn là cái sản phẩm xe Đông Ben vừa đổi tên thành xe SRM X30, phiên bản 2 chỗ, phiên bản 2021. Điều đầu tiên khi chúng ta nhìn thấy là một cái ngoại thất hoàn toàn mới. Nó hầm hố như những chiếc xe công thức 1. Nó có cái la răng phải gọi là cực kỳ đẹp. Đây là la răng mà cái phiên bản limited chỉ có. Các bạn nhìn, các bạn đếm xem đây có bao nhiêu la răng. Đôi 4, 5, 6, 10 la răng. Cá nhân với cái thiết kế này của mình cảm thấy đây là một trong những chiếc xe mà chiếc xe tải van, xe tải nhá, mà có cái la răng đẹp như này. Đấy. Ở đằng sau vẫn là cái ngôn ngữ thiết kế như bình thường, chúng ta cũng khi được đặc biệt. Cái bản limited này của mình sẽ có hai camera. Chứng ngại vật tốt hơn. Cái điều này chỉ tìm thấy ở Đông Ben Mỹ Đình thôi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái dải cảm biến lùi này. Đấy, cảm biến lùi xịn sò như chiếc xe con. Bước ra đường khách hàng nhìn thấy đã thấy xịn rồi. Hay là bảo xe tải cũng có cảm biến. Đúng rồi, tại vì phiên bản này là phiên bản giới hạn, phiên bản limited 2020, mang tên SRM X30, phiên bản 2 chỗ, trọng tải 930 kg. Đấy, vẫn là cái sàn làm nên tên tuổi của Đông Ben X30. Chúng ta có một cái tấm chắn điều hòa sáng như là ban ngày như thế kia. Cũng chỉ có ở phiên bản đặc biệt này bên mình mới có thôi. Đó. Na phong trần vẫn giữ nguyên, tất cả mọi thứ vẫn giữ nguyên. Nhưng một điểm đặc biệt nữa các bạn sẽ nhìn thấy, bên mình đã độ cái loa sau. Đấy. Độ loa sau rồi, nghĩa là bây giờ hàng hóa ngồi sau cũng có thể nghe nhạc được. Đó là một trong những điểm đặc biệt của phiên bản này. Các bạn không tin, mời các bạn đến Đông Ben Mỹ Đình, tọa lạc tại chính sân vận động Mỹ Đình, mình cho các bạn xem về cái phiên bản này. Đây là phiên bản 2021 hẳn hoi nhá. Ở đằng trước này mình mời các bạn lên trên này. La răng được làm mới hoàn toàn trên tất cả 4 bánh nhá. Thậm chí cả cái bánh đằng sau mình còn làm, nghĩa là cái bánh phụ, nghĩa là bánh sơ cua đấy, cũng có cái la răng này. Tại vì đây là phiên bản ra mắt để mà khẳng định lại cái vị thế số 1 của những chiếc xe tải van Đông Ben. Đấy, ở đây chúng ta sẽ tìm thấy cái trái tim của cái xe này, động cơ Euro 4, dung tích là 1.5 lít, công suất cực đại là 80 kW ở 5.200 vòng quay thôi. Lần trước chúng ta nhìn thấy cái logo này, logo bây giờ cái logo Đông Ben hay bị rơi giữa đường không còn nữa. Chúng ta có một cái logo SRM không bị rơi, hiện tại trên thị rơi bao giờ cả. Đấy, các bạn đi thoải mái sẽ không bị rơi, logo này đỏ sắc sỡ hơn, đẹp hơn, chất lượng hơn. Đấy, nó mang lại cái đẳng cấp của BIM luôn. Đây nó gọi là chiếc xe BIM của SRM. Đằng trước vẫn là cụm đèn pha bằng Michelin thôi. Michelin này cũng cấp thêm độ sáng 100 nghìn nữa, nên sáng hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Đằng trước này chúng ta có cái khe nước gió vẫn như vậy, nó không tăng cái gì cả. Đó, vẫn là mạ chrome sáng bóng, sáng loáng, soi gương được. Đằng dưới này là gì ạ? Là đèn gầm, đèn phá xương. Đèn này có thể nướng trứng được. Các bạn không tin nhưng mà có thể đến Đông Ben Mỹ Đình mình sẽ làm cho các bạn xem. Đấy, chỗ bắt biển mọi thứ vẫn giữ nguyên thôi. Đây là đằng sau này chúng ta sẽ nhìn thấy cái động cơ là cái số 1.5 lít động cơ được ghi rõ đằng sau như này. Và cái xe này là uống xăng nhé. Uống xăng. Nó tiêu thụ chỉ khoảng 6,5 lít cho 100 cây thôi. Đấy, hai bên thì nó không có gì thay đổi cả. Thì với cái phiên bản 2021 này thì nó được nhấn mạnh luôn là một cái sản phẩm mà xe tải van bán nhiều nhất trên thị trường. Không có một chiếc xe tải van nào trên thị trường mà bán nhiều như xe Đông Ben này. Đó. Chúng ta sẽ có một số cái điểm khác biệt khi chúng ta lên cabin. Đó chính là cái màn hình xịn sò này.
cái màn hình này là màn hình cảm ứng điện rung thế hệ thứ 10, khác với cảm ứng điện rung trên các cái điện thoại di động hay là máy tính bảng các bạn đã từng nhìn. Tại vì đây là chiếc xe nhà máy cũng định hướng nó, làm lại nó đấy, logo xịn sò của SIM luôn, không phải logo của Linh Tinh nữa. Các bạn xem kính đã được làm hai lớp, dán cả phim cách nhiệt sẵn từ nhà máy luôn, limited nó phải như thế, bản giới hạn các bạn ạ. Đó, và đây các bạn nhìn này. Đấy, nó sẽ được kết nối với cái bộ camera này, có thể gọi điện được. Đấy, bắt Bluetooth, nhưng mỗi tội nó chưa wifi, cái này có thể gắn thêm. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái mặt ga lăng mới này, cái mặt cabin mới luôn, hoàn toàn đấy, xịn xò hơn, mạ chrome luôn, nhìn phát biết đồ đắt tiền đấy. Vô lăng là không còn cái logo đều nữa, mà logo SIM luôn, không còn cái logo ngày xưa nữa. Mình đánh giá ngày xưa tự nhiên có cái logo, nó tự nhiên có một cái vô lăng nó có cái logo chả giống thì thương hiệu, nhưng bây giờ đã giống rồi nha. Đấy, xịn hơn. Thôi, còn mọi thứ thì vẫn giữ nguyên. Đây, đây là bộ camera được lắp thêm này, các bạn nhìn này. Đấy, cái xe tải nó có hai màn hình. Đấy, màn hình đây. Mở lên. Chưa cắm tẩu thuốc nên camera chưa hoạt động. Các bạn nhìn nhá, xe Đông Ben mà có cam lùi, cam hành trình full HD đâu, 4K đấy các bạn ạ, không phải full HD nữa đâu, 4K đằng trước rồi vào số lùi đằng sau, có cả đằng sau luôn này. Mời các bạn nhìn chất lượng, khách hàng có thể là nhìn ở trên rồi nhìn ở dưới, rồi nhìn khắp mọi nơi, nhìn lên trời, nhìn xuống biển được hết, chúng ta biết cả con chim đang bay qua luôn để chúng ta né. Đó là một trong những cái điểm quá đặc biệt của cái sản phẩm này. Rồi, nó là một trong những chiếc xe mà có đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho tài xế, từ trợ lực lái điện, khóa điện, điều hòa hai chiều, kính điện, tất cả mọi thứ rất đầy đủ, không thiếu một cái gì cả. Thì mình khẳng định là nó sẽ là những sẽ là chiếc xe mà bán tốt nhất trong năm 2021. Tại vì thứ nhất là khoang chở hàng rất lớn, thứ hai là máy khỏe, cảm giác lái tốt, sơn tốt, mọi thứ rất tốt, hệ thống đại lý cũng tốt, phụ kiện thì rẻ bèo, cái gì cũng có. Ok, hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Nếu các bạn quan tâm đến cái xe này ấy, có thể là để lại số ở điện thoại dưới comment hoặc là gọi vào số điện thoại cho mình sẽ tư vấn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.